Thưa quý vị, sáng 16 tháng 7 năm 2022, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh điều tra vừa triệt phá đường dây làm giả chứng chỉ nghề quy mô lớn nhất tỉnh từ trước đến nay, khởi tố 23 bị can để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương phát hiện bắt giữ Lê Văn Tưởng, 29 tuổi, trú tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bán các chứng chỉ đào tạo nghề không qua đào tạo. Mở rộng điều tra, Công an xác định nguồn cung cấp các chứng chỉ là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục ở các tỉnh phía Nam nên đã lập chuyên án đấu tranh. Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá thành công một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục cấp bán hàng chục nghìn chứng chỉ nghề không qua đào tạo sát hạch. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án và khởi tố 23 bị can để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị can thuộc nhiều tỉnh thành phố từ Bắc vào Nam như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Bến Tre, Gia Lai và Thanh Hóa. Theo Công an tỉnh Hải Dương, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với quy mô rất lớn liên quan đến nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Vụ án làm giả chứng chỉ nghề đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng, điều tra xử lý. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.